mua bán các sản phẩm sinh vật cảnh trên sàn FVC ngay hôm nay. Để nhận nhiều ưu đãi, sàn FVC mua dễ dàng, bán nhanh gọn. Ok, xin chào cả nhà. Chúng ta lại tiếp tục chiêm ngưỡng những tác phẩm rất đặc sắc tại triển lãm miền Trung Tây Nguyên mở rộng. Tôi sẽ bắt đầu bằng một cái cây này. Nhìn nó giống là cây sơn trà. À, nó là cây sơn trà luôn. Cây sơn trà quá là đặc biệt, quá là độc đáo, quá là nghệ thuật, quá là phiêu, quá là kỳ lạ, quá là kỳ dị, quá là đẹp. Với những đôi bàn tay vàng, trí tuệ vượt trội, các nghệ nhân đã tạo ra những sản phẩm cực kỳ đặc sắc. Đó, quý vị thấy không? Những tác phẩm tuyệt vời. Đây là khu vực trưng bày của các bác anh em tỉnh Quảng Ngãi. Vừa rồi chúng ta thấy là cái triển lãm Quảng Ngãi rất là nhiều tác phẩm đẹp. Wow, nước nó mưa, nước nó phun xa quá. Ui, ở đây nó có một cái xi, một cái xi cổ phải chạy nước luôn, một cây xì cổ kinh điển, già kinh điển của anh Nghĩa Lê. Ai thích cây xì này ới thiệp nha. Và là cái tác phẩm này cũng xứng đáng để đưa vào lưu danh sử sách. Và nó là cây xì quá đặc biệt. Cây xì thả nước. Những tác phẩm của các nhà vườn ở Quảng Ngãi rất là đặc sắc. Và tại Quảng Ngãi tôi đã được chiêm ngưỡng những cái cây mai chiếu thủy rất đỉnh. Là một cây xì cổ già khủng khiếp. Đó. Của nhà vườn Nghĩa Lê. Rất tuyệt vời. Và tiếp theo chúng ta ngắm một cây dưới cũng rất là đẹp. Cây này thì tôi cũng đã ghi hình rất là kỹ tại triển lãm Quảng Ngãi. Cây này đặt ngay mé đường để đón khách. Và nó đã thu hút cái sự quan tâm, chú ý của hầu như tất cả mọi người khi đến triển lãm. Đến với lại cái triển lãm lần này, các bác anh em Quảng Ngãi mang toàn những sản phẩm cực đỉnh. Vâng. Quốc tế cỡ đại, tầm cỡ này thôi chứ mấy, đúng không? Thế giới, thế rồi, kiếm khó luôn. Hàng quá hiếm, đỉnh cao, nghệ thuật như thế này. Đồ này thì ít có cái thứ để so lắm. Quá là kỳ dị. Thế ạ. Ngày nào cũng phải coi à. Tuyệt vời quá. Có những người, có những khán giả đã theo dõi kênh của Hoàng Lịch Thiệp. Ui, đây, quá kinh khủng luôn, quá phê luôn, quá đẹp, quá độc, quá lạ, quá dị, quá phiêu, quá nghệ thuật, rất đẹp và đẳng cấp. Một cây dưới, thật sự cây dưới này là hết từ để tả, hết mỹ từ để tả nó luôn. Wow, tức là nó đẹp tứ diện, góc nào nó cũng đẹp, nó cái đạt cái độ kỳ dị, nó hiếm có ở những cây dưới. Thế à, nghệ nhân gì? Hả? Nghệ nhân gì? Khúc sĩ. Khúc sĩ. Đây là cây của Tấn Trần á, Tấn Trần khúc sĩ mà hai năm mấy em. À đây hả? Kỳ Lân Du Xuân. Ui, tác phẩm này quá đẹp. Kim Trần. Rất độc đáo. Đây nữa. Một
cái cây hồng trâm đại thụ này cũng là cái cây mà ai đến triển lãm Quảng Ngãi cũng xem, cũng là một cái cây quá đặc biệt, hiếm thấy. Cả triển lãm này có khi có một cái cây hồng trâm này thôi chứ mấy nhỉ, mà nó lại là cái cây đẳng cấp luôn. Tác phẩm hồng trâm đại thụ nu từ gốc đến ngọn. Sau này tác phẩm này hoàn thiện cũng sẽ đưa vào Bách Khoa Toàn Thư, tại vì nó sẽ đại diện cho một dòng cây, nhưng mà nó cũng quá đẹp như thế này. Thật sự là quá đáng trân trọng những cái dòng giống cây của Việt Nam. Nó có những cái nét kỳ dị mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta quý như vậy. Hồng trâm đại thụ, đó, một cái cây cỡ đại, sai đại, nhưng mà dáng là dáng lão. Đứng quá là vững chãi luôn. Tiếp tục là một cây tùng. Vâng. YouTube đó, nghệ thuật và bonsai đó. Ok, cả nhà nhìn thấy cái cây cây tùng kim cương mà nó như thế này chưa? Cái tùng kim cương nó to, sai đại. Quanh chỗ này nó phải cỡ đâu đó hơn 100. Rất là tự luôn. Cây làm cực phiêu. Rất đẹp. Một cây tùng đặc biệt. Ok, chúng ta sẽ đi ngắm những cây độc dị lạ của các em bác Quảng Ngãi. Đây này. Đây này. Đấy, cây lộc vừng này nó cũng kinh thôi. Thân nó toàn nu không thôi. Còn nu gai. Anh em miệng ngoài là gọi là trứng gà. Đó là Uma. Lekima. Cây dưới này cũng rất là đẹp. Sau này cây dưới này mà nó xong thì nó cũng cực đỉnh luôn. Cái này mà được làm một cái bộ tàn thiên nhiên, tàn tự nhiên cho nó bay thì nó cũng là một cái cây rất phiêu, rất là nghệ thuật. Rất hay là Quảng Ngãi cũng có những cây dưới đặc biệt như thế này. Nhưng cái nét làm của Quảng Ngãi thì nghệ thuật hơn. Tức là nó có một cái gì đó nó phiêu hơn. Đó. Chứ nghệ thuật thì nó là cái từ chung, phiêu hơn và thân pháp nó kỳ dị hơn. Ở một số các bác là Bình Định thì cái thân của những cây dưới thường thường nó trực trực, nhưng mà Quảng Ngãi thì ở đây có mấy cây, cây nào nó cũng dị. Thêm một cây dưới rất phiêu này nữa. Cụm rừng Hải Châu. Được. Cây Hải Châu thác độ. Rất đẹp. Cây dưới rất thiêu như thế này. Cái mai chiếu thủy này cũng đặc biệt. Cũng đã ghi hình rất là kỹ cái mai chiếu thủy này tại triển lãm Quảng Ngãi. Quý nhìn đàn sam này. Nhìn thấy cây sam này.
Ủa, mát quá, mát quá. Đấy, một cái cây khế cổ. Cây bông giấy cũng có mặt tại triển lãm Quảng Ngãi năm vừa rồi. Cây si rất già. Wow, cây hải châu bay đẹp quá này. Và cây hải châu này cũng là cái cây rất là quý, cây thân to. Thường là những cây hải châu thân nó nhỏ nhỏ, cái này thân to mà nó lại là thân bay. Đặc biệt là nó làm được làm cái đường cổ ngọn hồi về che lưng rất đẹp. Có một cái thân tử làm thân chiếu thủy và những cái tử leo trên lưng bố cục rất đẹp. Em vô 3 ngày rồi. Hôm... Đúng rồi anh. Hay mà. Đúng rồi anh ạ. Em cũng đang làm cái chợ phiên để mọi người mang cây để giao lưu hàng tuần. Đó. Cây xuân thu hả? Ok, ngắm thì cây xì này nữa. Là kết thúc Quảng Ngãi. Cái gì này thân nó đẹp cực kỳ luôn này. Này. Đấy, cả nhà nhìn thân nó chạy phiêu cực. Cực phiêu luôn. Lá nó cũng rất đẹp. Ok. Đó 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 đó. Quảng Ngãi này. Ui, ui, đây có một cái cây. Cây gì ta? Nhìn hay quá này. Rất phiêu. Rất nghệ thuật. Không có cả lũa luôn nhé. Ui, đẹp quá. Ok. Vậy là kết thúc. Đã ghi hình các sản phẩm và tác phẩm của các bác anh em Quảng Ngãi nha. Các bác anh em Quảng Ngãi mà có nhu cầu đưa các sản phẩm lên sàn sinh vật cảnh thì liên hệ với Thiệp. Sẽ tạo cho các bác Quảng Ngãi một gian hàng để các bác đưa các sản phẩm của mình lên để thương mại giao lưu trên sàn sbc.com. Hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn trong video tiếp theo. Goodbye.